Xin chào các anh em nhé. Hôm nay review cái hướng dẫn cách sử dụng cái FlySky này, cái tay khiển FlySky i6 này nhé. Thì một bộ tay khiển này nó gồm là TX và RX. Thì tay khiển sẽ là TX nhé, TX này. Đấy, còn cái đây là cái RX này. RX này, RX 6 kênh. À, 6 kênh. Ở đây có 6 kênh. Thì các bạn khi cắm các cái thiết bị vào đây đấy thì nhớ rằng là cái phần trên trên cùng này này, trên cùng này là sẽ là cái tín hiệu. À, xong ở dưới giữa sẽ là dây dương và cuối cùng là dây âm nhé. Ok. Thì các cái kênh nó sẽ là kênh 1 từ dưới này, nó đổ lên tận kênh 6 nhé. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài cái đặt cái tay khiển này. Thì trước khi để cài tay khiển này thì mình sẽ giới thiệu cả qua các cái bộ phận khác của cái phần bộ điện. Đấy, bộ điện tổng hợp nói chung. Đấy, thì một bộ điện đấy thì bao giờ cũng cần phải có ESC đây. ESC và thứ hai là ESC này dùng để điều khiển động cơ nhé. Động cơ này động cơ không thủy than, động cơ của máy bay nhé. Đó. Và cái hai dây ở phía sau của cái ESC này thì có một dây là dây cấp nguồn vào. À, dây còn lại là dây tín hiệu để điều khiển ESC và điều khiển động cơ luôn. Rồi, thì cái dây tín hiệu này sẽ cắm vào cái kênh số 3. Kênh số 3 của RX. Đây các bạn cắm nhớ là ngửa cái dây màu trắng lên trên phía trên này. À. Rồi, có kênh số 1 và kênh số 2, kênh số 1 kênh số 2 và kênh số 3 là sẽ điều khiển cái servo. Đấy, thì kênh số 1 và kênh số 2 là điều khiển lái nhé, lái bay lên bay xuống và rẽ trái rẽ phải. Thì chúng ta sẽ cắm vào kênh số 1 và kênh số 2. Đấy, cắm kênh số 1 số 2. Thế và cái kênh số 3 kênh số 4 là kênh để lái bánh xe nhé. Thì chúng ta sẽ cắm kênh số 4. Rồi, thế là bây giờ chúng ta sẽ có 3 servo với lại một ESC để điều khiển động cơ. Rồi, bây giờ tiếp theo đó là pin. Pin thì các bạn dùng động cơ nào thì chúng ta sẽ sử dụng pin của động cơ đấy. Ví dụ như ở đây tôi đang sử dụng cái động cơ của 212 thì 1400 kV ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái pin 3S nhé. Thế còn các bạn dùng 216 chẳng hạn thì chúng ta sử dụng cái pin 4S nhé, 4S. Còn đây là pin 3S. Đây mình test thì test 3S nhé. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu là cài đặt cái RX này kết nối với lại cái TX nhé. Thì cái bộ đi kèm ấy nó sẽ có một cái rắc như này. Thì chúng ta chỉ làm một lần thôi nhé. Các bạn sử dụng bạn sẽ cắm vào cái chân trên cùng này nhá, trên cùng này. Đây cái TX mình tắt đi, xong rồi mình cắm cái này trên lên trên cùng này. Rồi, sau đó thì các bạn cấp nguồn nhé, cấp nguồn vào cái rắc ESC này. À, và cái rắc ESC này và ESC này sẽ cung cấp toàn bộ phần điện cho toàn bộ cái phần tất cả các thiết bị luôn. Đấy, thì chúng ta khi cắm vào ấy, thì cái RX này nó đang nhấp nháy thì chúng ta bật cái TX lên, chúng ta ấn giữ trước này, chúng ta bật lên này. Đó thì khi mà cái RX này nó không nhấp nháy nữa, tức là hai cái bộ thu phát này, tay khiển này nó đã nhận nhau nhá. Ok, thế là chúng ta xong rồi. Sau khi kết nối xong thì bây giờ mình sẽ test luôn nhé. Thì bên tay trái đấy thì sẽ là điều khiển ga đấy, và lái bằng càng lái nhé. Thế còn bên tay phải thì là sẽ là điều khiển hướng. Thì và hướng bây giờ phần động cơ này là kéo lên này. Đấy, các bạn bấm gạt lên là nó lên rồi. Thế còn phần bên đây
thì các bạn phần lái sang sang trái phải này, đây sang 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 trái phải, đây là động servo này. Đó. Đó, cái này lái càng nhé, cái này bạn sẽ gắn vào cái phần càng. Đó. Rồi hai động cơ đẩy quyền, hai servo này sẽ là lái trái lái phải. Đó. Hiện tại giờ là nó hai cái servo này nó đang chạy độc lập nhau nhé, thì tí nữa mình sẽ cài đặt để cho nó hai servo này nó sẽ mix với nhau. Rồi, ok, thì đấy là chế độ mặc định của nó. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách này để khi mà các bạn mà là đang thử nghiệm ấy, máy bay ấy, hoặc là đang tạm dừng lại không sử dụng nữa đấy, thì các bạn chẳng may có gạt ga lên thì động cơ này sẽ chạy đúng không? Đấy, chúng ta không có cái chế độ tắt ga. À, tắt khóa, tức là khóa động cơ máy bay này. Đó, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cài đặt cái chế độ khóa ga cho động cơ. Đó, thì trước tiên thì chúng ta sẽ vào bấm cái phần OK nhé. Ở đây có chữ OK này, bên dưới này cancel này, bên này up này, down này. Đó, đây có bốn nút này điều khiển để cài đặt ở bên trong cái chương trình này. Đó, thì bắt đầu chúng ta sẽ bấm vào phần OK chúng ta giữ này, thì nó sẽ ra phần system và setup, thì chúng ta sẽ chọn sang cái phần setup, thay đổi cái các cái chức năng ấy, thì chúng ta bấm up hoặc down, thì bấm nó đang chọn cái setup thì chúng ta ấn OK lần nữa này, thì nó vào cái giao diện của cái phần setup, và chúng này chúng ta sẽ điều chỉnh xuống dưới để chúng ta sẽ tìm tới cái phần khóa ga, thì chúng ta sẽ chọn cái phần đây cái phần throw hold này. Đấy. Đấy, chúng ta bấm vào phần này và ở đây nó đang là off, chúng ta sẽ chuyển nó sang là on, thì muốn chuyển on thì chúng ta bấm up hoặc down nhé, ấm đất up down thì nó sẽ chuyển các chế độ. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần OK, bấm nút OK để chúng ta chuyển cái xuống sang cái chức năng value xuống dưới, tức là khi mà chúng ta khóa thì cái động cơ này sẽ chạy ở một cái mức mặc định là bao nhiêu phần trăm năng lượng. À, thì hiện tại giờ nó đang là chạy 50, thì chúng ta muốn là khóa thì chúng nó sẽ không chạy nữa chẳng hạn, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái số này xuống về 0 để khi khóa ga thì động cơ sẽ không chạy về 0 nhé. Rồi, sau khi làm xong này chúng ta bấm new bằng cách là chúng ta nhấn giữ cái phím cancel này. Đấy, để, thế là nó thoát ra và nó new luôn. Thế đấy là cái chế độ khóa ga nhé. Bây giờ thử luôn nhé. À, hiện tại giờ động cơ đang quay nhé. Tôi gạt cái nút bên nút WD này xuống này. Đấy, và lúc này bạn sẽ thấy là gì? Gạt lên nó sẽ không quay nữa. Đấy là chức năng khóa ga nhá. Ok. Xong phần chức năng khóa ga xong thì bây giờ sẽ đến cái chức năng là mix hai cái servo cánh với nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách để mix hai cái servo 1 và servo 2 lại với nhau để khi chúng ta lái cái Su 27 nhé. Thì trước bắt đầu chúng ta cũng làm theo các cái thao tác là vào cái chương trình cài đặt, bấm vào cái phần nhấn giữ nhé. Thì chúng ta giữ thì chúng ta sẽ vào cái phần setup này, ấn OK này. Rồi, chúng ta sẽ chọn tới cái phần enable nhé. Enable này, ấn OK này. Đấy, và chữ enable này là bình thường là nó sẽ là off nhá, nó bình thường nó sẽ là off như này, thì tức là hai kênh này độc lập. Thế và chúng ta sẽ chuyển sang bấm up hoặc down thôi, thì chúng ta sẽ chuyển sang nó là sang cái chế độ là on, thì lúc này sẽ kênh 1 sẽ được bằng sẽ bằng kênh 2 cộng kênh 1 và kênh 2 sẽ bằng kênh 2 trừ kênh 1. Đấy, thì cái này các bạn sẽ chuyển sang on. Sau khi chuyển sang on xong thì bạn bấm cancel để new lại, nhấn giữ cancel để new lại, vậy là xong. Vậy lúc này khi mà chúng ta đấy, chúng ta sẽ thấy rằng là khi các bạn ấn gạt xuống này thì hai servo đều chạy nhé. Đó, hai servo đều chạy. Đó, khi mà chúng ta gạt xuống thì tức là bay lên này, bay lên thì lúc này là hai servo đều mở một góc giống nhau này, gạt lên này hai servo mở góc giống nhau này. Thế còn khi sang trái sang phải này, đó, thế thì khi chúng ta lắp ráp trên máy bay đấy thì chúng ta chú ý là nếu chúng ta gạt xuống mà hai cái cánh mà nó một cái lên cánh xuống ấy, thì chúng ta sẽ đảo hai cái chân servo 1, 2 sang nhau nhé. Chỉ cần đảo hai cái chân đấy thôi, rút cái servo cái rắc servo của 1, 2 ra này,
và chúng ta đảo hai cây sang heo. Đó, nếu mà trường hợp nó ngược, còn không thì là nó, nếu chúng ta gạt xuống mà hai cái nó đều bình lên ấy, là chuẩn rồi nhá. Ok rồi, đấy là cái chế độ mix giữa hai cái servo với nhau. Thế còn bây giờ khi các bạn bay ấy, thì các bạn mới bay ấy, thì nếu mà để độ nhạy nó cao quá đấy thì dẫn tới cái việc là khi chúng ta bay nó sẽ khó bay. Thế thì chúng ta sẽ có một cái chế độ nữa là để chúng ta điều chỉnh cái, có hai chế độ đi, một chế độ bay bình thường là tay bay với cái mức độ lái là tối đa. Thế còn chúng ta sẽ chọn sang một cái chế độ thứ hai là sẽ giảm cái độ nhạy của lái đi để chúng ta dễ lái hơn. Đấy, với những bạn mới chơi ấy, thì sẽ cần phải giảm độ nhạy của lái đi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái cách để điều chỉnh cái độ nhạy của lái. Thì, trước tiên là đây, ví dụ như thoát hết ra ngoài này. Đấy, chúng ta cũng vào cái bước là vào ấn OK này, nhấn giữ này, vào chọn setup này, ấn OK này. Đấy, và chúng ta sẽ chọn tới cái phần đua. Đây, cái phần đua rate EXP này này. Đấy, xong rồi ấn OK này. Đấy. Thì ở đây giả sử như là mình sẽ chọn cái chức năng Norman là sẽ để giảm. Thì ở đây kênh 1 là mình đang để cái rate là 100 đúng không? Chúng ta chuyển xuống, ấn OK để chuyển xuống này, và chúng ta sẽ giảm cái này xuống, ví dụ như là khoảng 80 hoặc là 70 thì tùy các bạn nhé. Các bạn sẽ test thử thì chúng ta sẽ xem là chúng ta nên để mức độ bao nhiêu thì cho nó phù hợp. Đấy, 70 hoặc 80 thì đấy, ví dụ giả sử tôi để 70 đi nhá. Sau đó thì chúng ta lại chuyển sang 70 này, xong này, chúng ta bấm lên trên, chúng ta chuyển sang kênh số 2. Và chúng ta chuyển sang kênh số 2 này, chúng ta lại ấn OK này để chuyển cái rate này, rate mà chúng ta up xuống là chúng ta cũng chuyển 70. Chúng ta chú ý là 70 thì chỗ này cũng phải 70 nhé, để cho nó cân bằng nhau. Rồi, sau khi chúng ta chuyển được kênh 1, kênh 2 sang cái mức độ đây, kênh 2 nhé, là 70 nhé. Kênh 1, kênh 4 thì bỏ qua này. Mình chỉ cần chuyển kênh 1, kênh 2 thôi. Đấy, kênh 1, kênh 2 là 70. Đấy, sau đó thì chúng ta bấm giữ cái phần cancel để chúng ta lưu lại. À, rồi OK. Như sau khi lưu xong thì chúng ta nhớ là nó sẽ ăn vào cái WA nhé, WA này, chế độ này này, nó sẽ ăn vào cái WA để chúng ta điều chỉnh độ nhạy của servo nhé. À, thì chúng ta có hai chức năng rồi. À, và bây giờ tôi thử luôn cho các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy là cái servo bên đây nhé. À, nó đang điều khiển này. À, đấy. Nếu tôi gạt xuống, gạt lên gạt xuống cái này thì nó sẽ quá lên một chút nữa, đúng không? Thì đấy là tức là khi nó quá lên chút nữa này, tức là nó nhẹ, nó về bình thường. Thế còn nó ít hơn ấy, tức là nó đã giảm cái độ, cái góc mở của lái đi rồi. Thế còn chúng ta muốn kiểm tra cái chức năng lái hoặc là các cái thì chúng ta có thể vào đây, chúng ta thoát ra ngoài này. Đó, chúng ta vẫn giữ OK này, chúng ta chọn setup này, chúng ta chọn display này thì các bạn sẽ điều khiển đây, chúng ta nhìn thấy cái chế độ điều khiển đây, hiện tại chúng ta đang khóa ga nên là các bạn sẽ thấy rằng là cái kênh ba nó không hoạt động nhé, và cái kênh 4 thì cái phần lái càng nên nó vẫn hoạt động bình thường. Đây, chúng ta bật cái kênh khóa ga lên, bật cái khóa ga lên thì chúng ta sẽ thấy rằng là đấy, động cơ chạy và cái kênh ba đang hoạt động nhé. Đây, cái kênh ba nó hoạt động đó. Thế chúng ta tắt đi thì lúc này chúng ta kéo lên thì cái kênh ba không hoạt động nữa. Thế còn chúng ta không khóa các cái kênh 1, 2 với 4, nên là kênh 1, 2, 4 vẫn hoạt động bình thường để chúng ta kiểm tra cái lái của nó nhé. Đấy, các bạn nhìn này. Đó. Rồi, bây giờ bạn nhìn nhé, tôi sẽ chuyển sang chế độ này. Đó, nhạy lái hơn. Đó, tắt lên chế độ nhạy lái đi. Bạn nhìn thấy là nó khác nhau. Đó. Thì đây là cái quá trình để cài đặt cái tay khiển TX và RX. Các bạn có thắc mắc gì thêm thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0936 824 969. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.